Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tâm đồ cầu nguyện. Cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Con khởi đầu ngày sống với thái độ đón nhận, lắng nghe những điều mà Chúa muốn gửi gắm con hôm nay. Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Hôm nay, Thiên Chúa mời gọi chúng ta là những chi thể của Hội Thánh biết đổi mới tâm hồn, vì đối với Chúa, người đứng đầu không liên quan gì đến sự giàu có, quyền lực hay sức ảnh hưởng. Đơn vị đo lường của Ngài chính là tình yêu. Kẻ đứng đầu là những người biết yêu thương nhiều nhất. Con sẽ sống theo lời dạy ấy hôm nay như thế nào? Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Con dành một chút thời gian nghỉ ngơi trong ngày và nhìn lại lòng mình từ lúc sáng sớm cho đến hiện tại. Liệu con đã có thể hy sinh từ bỏ mình và nâng đỡ những người sống xung quanh một cách yêu thương? Lạy Chúa, xin giúp con mặc lấy tâm tình hiến nhân và nhận lãnh một cách trìu mến và dịu dàng. Điều được thể hiện qua câu nói của Thánh Padre Hurtado: hãy luôn biết cho đi đến khi đôi tay chúng ta rụng rời vì kiệt sức. Trong thời khắc còn lại của ngày sống, đâu là những điều con có thể làm để chào đón mọi người xung quanh? Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Con nhìn nhận lại những sự kiện đã xảy đến trong ngày và cảm tạ Chúa vì những món quà mà Người đã thương ban. Con suy ngẫm về những quyết định của mình. Liệu con đã có thể suy nghĩ thấu đáo mọi việc và chỉ làm theo những điều tốt đẹp mà thôi? Liệu con đã lựa chọn điều tốt nhất hoặc là những điều mang lại nguồn sống cho con và mọi người? Và liệu rằng con đã biết yêu thương nhiều hơn hôm qua? Xin Chúa tha thứ cho những lúc con chẳng chọn điều lành, và con quyết tâm mở lòng đón nhận thần khí Chúa ngự đến, để ngày mai con biết lựa chọn những điều quan trọng cho sự sống đời sau. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.